Ít ít rồi. Ăn ít ít rồi anh ơi, ăn nhiều quá. Người con là nhiều quá anh ơi, anh bắt về ăn gì nói. Ăn vậy gút chết. Ôi rồi. Đi không? Chú Tuấn. Ôi rồi. Để cảnh em. Thôi em không ăn hết con đấy đâu, anh ơi, đừng bắt nữa. Phí đấy. Chết anh rồi. Ui trời. Phí được. Ủa con này ký nhỉ? Anh bỏ rồi, ghẹ đây cũng quan cả ký đấy. Ủa con này... Đây không tin anh. Đây là ghẹ hay cua? Hay ghẹ à? Em đây ghẹ hay cua thôi. Em còn không biết con này ghẹ hay cua cơ. Một bàn tay của anh thì chỉ bằng nửa thôi đấy. Ờ. Trời trời trời. Ôi. Ôi trời, càng nó khủng quá nhỉ. Ôi. Người ăn hết con làm gì ăn hết con này, bắt nhiều thế. Hai cây đấy em. Hả? Hai cây đấy. Rồi, rồi làm đi anh. Hai cân hai, hai bảy con, bảy con hai cân hai, bảy ba hai mốt, vậy là hơn ba lạng con đấy, to chứ? Con, cái chùm đan, nướng luôn rồi nhá, mất vị ngọt nó đi, dai, luộc ăn muối tiêu sạch, tổng bài thôi. Cá thì cá mú làm ông công thì ăn bắt cá mú gì anh? Con nào mà nhỏ chứ lấy quá nhiều máu. Con nào mà ký hay trên dưới hai ký không? Ôi con này mà bé hả? Dễ nhất rồi. Ôi trời trời trời. Con này mà to vậy em. Đây là bé nhất rồi. Đây rồi, ok rồi. Ký mấy nữa mà hơn 2 ký chứ. 2 ký mốc em. Làm con này đi, con này là bồ tạc với lại cái gì đây cả? Bồ tạc đầu cháu. Đuôi nấu cháo với cả da thì trên đoạn. Dạ, để cho anh quý hành hàng, ít ăn lắm. Rồi, giờ em không ăn được đâu, em ít. Em đi rồi anh em... Cái gì nữa nhỉ? Cho một tô chip chip trước đi anh. Ồ, trời ơi. Đây là cắm mú. Cắm mú nha các bạn. Ủa bình thường bán nhà hàng 500.000 một ký. Bò con là một thợ cho quý một con cá này thôi. Bò con cá nhỏ có mua thịt về một con rồi đấy. Rất là ngon, rất ngon. Ngon lắm, em ăn đây mới ăn được. Có tuyệt vời quá. Đây là hàng cung cấp luôn rồi. Hàng nhiều khi là hàng tập quyền. Ghẹ một ký. Con này ký mày ơi. Thế con này gọi là ghẹ gì? Con này gọi là ghẹ gì? Con này ghẹ nước thì ghẹ nhỏ. Ghẹ nước. Đây các này đồ ký không? Đây là ký. Sau rồi nhớ là một bạn hàng cua đây chip đây. Ký chưa? Tôi nhìn thấy ghẹ một ký chưa? À. À, con chú của anh nó xạ chú không ạ? Anh thử bắt một cân được không? Mẹ nó gãy cả quá anh về đền chứ nó mẹ đi ạ. Thì mình luộc luôn. Mình hấp luôn. Ôi giời. Anh lại bảo nếu mà nó gãy càng em luộc luôn. Mà mẹ nó lại gãy cả thì khốn lạn đời anh. Lương thì chưa thấy tin đâu cả đi ạ. Ôi nó cặp ấy, nó cặp ấy. Nó cặp mạnh lắm ạ. Chép.